Thận kề không? Thứ nhất đây là mặt bằng PinFast này, em hát nha. Thứ hai lúc này có đường PTV này không? Đúng chưa? Đây là mặt bằng khẩu cái này, đầu góc này, góc này, ba góc một tam giác đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Lấy 180 độ trừ hai cái này là ra thôi. Đường PTV lúc nãy hẹp PTV này, hoặc có cái đường nào đấy cũng được, cắt hai cái này là được thôi. NP hay gì cũng được, tức là miễn là cái đường này thôi. Miễn là làm sao? PTV vuông góc cái này rồi thôi, khỏi cần phải đo này, đúng không? Cái này kiểu chiếm 90 độ rồi. Thì đo góc này là ra cái góc nhỏ nhỏ giữa hai cái này thôi. 90 độ trừ cái này đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Đo kết luận nha, đo được kết luận nha. Cái gì mà tầm tăng được? Cái nào với cái nào? Phải đo hai cái góc vừa nãy em. Không, cái này là 90 độ rồi đúng không? Thì cần gì đo cái này nữa, đo cái này thôi cho 90 độ. Xong trừ thì 90 độ nào. Lấy cái góc đấy trừ 90 độ. Cái này là 4 độ, tức là khoảng đấy là 4 độ đúng không? Dễ không? Thì cái này vuông rồi mà, còn nếu đường này chẳng hạn thì mới đo cái hai góc này thôi, còn đường này vuông thì cần gì đo nữa. Đúng không? Hai cái đường này mình vẽ vuông góc nhau mà. Nhưng mà biết đâu đo là 95 độ đúng không? Lúc này vẽ vuông góc nhỏ đòn đòn thì chính là cái đó góc này này làm từ 90 này được chưa, cái góc này vuông rồi được chưa, thì nó giống ba góc tam giác thôi. Bình thường bây giờ quay lại bình thường bao nhiêu đây, ghi bình thường này luôn nhá, đây luôn trong xương đến chưa? Quay xong không? Quay chưa xong không? Xem xương trên bệnh nhân bị gì nhá? Bị nhô hay bị lùi nhá? Dốc lên dốc xuống à? Ví dụ xương hàm trên hoặc là chi ra xương hàm trên. Đâu? Đây là 4 độ. 4 độ đây là tiền này nhỉ? BP 4 độ. Xem xương trên dốc lên hay dốc xuống. Dốc xuống mình nghĩ là mấy, dốc lên nghĩ là mấy. Thường này nó sẽ gần nên là nó liên quan đến mặt phẳng của bạn. Ví dụ như kiểu mình đo ở cái ví dụ giả sử nhá, mình xem cái mặt phẳng hàm trên của mình nó dốc như thế này, như nào? Mình cái răng như thế nào? Mặt phẳng nhà nó sẽ phẳng hơn này, dốc hơn. Nếu như thế này thì cái răng hàm mình sẽ bị đẩy xuống này đúng không? Suy nghĩ thông thường thôi. Và răng cửa này nó thấp hơn thì mặt phẳng nhai nó sẽ bị xoay nó phẳng hơn mà. Đấy, có thể nghĩ loại 3 đúng không? Còn trong trường ngược lại, ví dụ khi mà mình đề một gợi ý thôi nhá, chứ không phải khi nào cũng như vậy nhá. Hai ví dụ ngược lại nó dốc ngược lại này thì mình nghĩ là ở cái răng này nếu nó mọc bình thường thì nó thấp hơn. Và răng cửa nó dài này tức mặt phẳng nhai nó bị dốc như này. Nên thường thường nghĩ loại 2. Thường thường nghĩ như vậy. Thường nhá, chứ không phải khi nào cũng như vậy. Nên mình thêm ấy, mình cần cứ thêm. Nên khi đó mình làm trồi các răng này bổ trừ ấy. Ví dụ đây chẳng hạn mình làm trồi răng cửa hơn này, trường hợp này mình làm trồi răng hàm hơn này, hoặc làm ví dụ lún răng cửa, lún răng hàm. Đó, lún răng cửa hay lún răng hàm các kiểu kiểu vậy để mình xoay lại được cái đó cho nó hơn. Còn để mà mặt phẳng hàm trên thì mình ấy lại được nó khó. Mình xoay được mặt phẳng hàm trên nó khó. Xong chưa? Rồi, thứ hai là xương xóa này nhá. Rồi, cái thứ hai là xương dưới này, rồi cứ để đấy đã, sau tí nữa thiêu chỗ là mình nhanh xong, xương dưới. Thứ nhất là góc trục mặt. Góc trục mặt là P, G, N và B, A, N. Rồi, mình đo xem bao nhiêu độ. P, T, G, N và B, A, N. Đo đây ạ, đây.